trong loạt trận cuối vòng bảng giải Gold Cup con cá cấp, cuộc so tài giữa Costa Rica và Jamaica là một trong những trận đấu được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Hai đội đang có sự tương đồng về phong độ thi đấu và sẽ công hiến cho người xem nhiều pha bóng vô cùng hấp dẫn để tranh vị trí nhất bảng C. Trước chiến dịch Gold Cup 2021 của mình, Costa Rica đã trải qua 11 trận không biết đến hương vị chiến thắng là gì, tính trên mọi đấu trường. Trong 11 trận rất đáng thất vọng này, Costa Rica thua tới 6 trận và hòa 5 trận. Costa Rica đến với giải đấu này sau thất bại 4, không trước Hoa Kỳ trong một trận giao hữu, nhưng bằng cách nào đó họ đã có thể xoay chuyển tình thế với việc thay đổi huấn luyện viên, người đã mang lại niềm tin cho đội bóng này khi họ đang đứng đầu bảng C với hai chiến thắng. Jamaica đã có sự khởi đầu như ý tại bảng Segon C Gold Cup CONCACF 2021 với thắng lợi 2, không trước Suriname, thêm 3 điểm. Trong trận đấu với Guazepe ở lượt trận thứ hai đã giúp đội tuyển có biệt danh Zegae chính thức có vé dự vòng mùng 1 tháng 8. Jamaica sẽ bước vào trận đấu sau chiến thắng 2, một chiếc Wozepe. Các học trò của huấn luyện viên Theodor Hitmoze đã bỏ qua nhiều cơ hội ghi bàn chất lượng trong hai trận đầu tiên. Trong suốt 6 trận đấu gần đây nhất của họ, Jamaica đã ghi 8 bàn thắng, đạt hiệu suất ghi bàn trung bình mỗi trận là 1,33. Trong lịch sử, hai đội đã gặp nhau tổng cộng 8 lần tại các giải đấu lớn với lợi đối nghiêng về phía Costa Rica. Đội bóng đã có 3 chiến thắng, 4 trận hòa và để thua một chiếc Jamaica. Với phong độ và lực lượng vượt trội, chuyên gia tin tưởng Costa Rica sẽ là đội giành chiến thắng. Costa Rica để thùng lưới tổng cộng tới 7 bàn trong 3 trận gần nhất, tức là trung bình hơn 2 bàn thua mỗi trận. Điều đó cho thấy hàng thủ của Costa Rica thi đấu rất bất ổn. Một hàng thủ thiếu chắc chắn như hàng thủ Costa Rica sẽ là điều kiện để hàng công Jamaica tỏa sáng. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Jamaica cũng tỏ ra yếu kém hơn khi có 10 bàn thua sau 5 trận đấu gần nhất. Chuyên gia nhận định đây sẽ là trận đấu có nhiều bàn thắng.